Hello Mr. Tâm xin kính chào các bác. Và ngày hôm nay em xin giới thiệu bác một chiếc đồng hồ treo tường thuộc dòng ba tạ đuôi dài. Và đây là một chiếc đồng hồ đến từ thương hiệu Telma, được sản xuất tại Đức. Mẫu này được sản xuất năm 1976. Và đây là một dòng ba tạ rất hiếm gặp. Và đẹp hiếm gặp của chiếc đồng hồ này sẽ nằm ở phần mặt số. Thường thì phần mặt số này, đây sẽ là cánh cửa mở ra. Đặc biệt ở mẫu này là sổ cho mình phần mặt số tròn, được trang bị là phần kính mâu độc đáo các bác. Và mẫu này với kích thước tổng thể với chiều cao là 1m12, bề ngang là 35,5cm, bề dày là 18cm. Về máy móc thì chiếc đồng hồ sổ cho mình bộ máy chính hãng FHS, ba tạ xích, hoạt động quả lắc chạy tuần lên dây. Sổ cho mình là 8 gông 8 búa, một bài nhạc Westminster. Về phần ngoại thất tổng thể của cái chiếc đồng hồ này, đây các bác, và những chi tiết hoa văn này, chi tiết hoa văn của chiếc đồng hồ này được làm bằng chất liệu đồng. Và đây là những phần hoa văn được làm bằng chất liệu đồng đặc các bác, đồng đặc nguyên khối, đồng đặc nguyên khối. Cái nút này không bị các bác, cũng là được trang bị đồng đặc nguyên khối, được tạo hình được bắt mắt rất là đẹp. Đặc biệt ở chiếc đồng hồ treo tường, sổ cho mình phần phiên bản là Temple Furit. Đây, các bác có thể xem phần phiên bản này. Em đã làm rất nhiều clip. Những chiếc đồng hồ treo tường sổ cho mình phiên bản này, rất ý nghĩa. Xuống đến phần thân của chiếc đồng hồ này, ở hai bên hông chiếc đồng hồ này sẽ được sổ cho mình là phần mặt kính. Đây, được làm bằng kính có vân. Đây, riêng nguyên bản của chiếc đồng hồ các bác. Rất đặc biệt. Cũng có vân hình các bác. Tạ này, đây là ba trái tạ của chiếc đồng hồ. Ba trái tạ chiếc đồng hồ này còn rất là đẹp như các bác. Được sản xuất năm 1976 nhưng vẫn giữ được cho mình này, tông màu mạ vàng. Rất là đẹp, rất là long lanh. Và cửa hàng chúng em sẽ luôn luôn giữ nguyên những cái tông màu này để đảm bảo được giá trị nguyên bản của chiếc đồng hồ. Tiếp theo là đến quả lắc của chiếc đồng hồ này, được trang bị là quả lắc tròn này, mạ vàng rất là đẹp. Và ngay phía sau quả lắc này, này một cái hoa văn cũng được làm bằng chất liệu đồng đặc, rất đẹp các bác, tạo hình rất long lanh. Về chất liệu gỗ chiếc đồng hồ này thì còn liền lạc, không bể vỡ, không xích mẻ nha các bác. Và bây giờ thì em sẽ vào phần mặt số của chiếc đồng hồ này. Và như ở đầu clip em đã có nói với các bác, đây phần mặt số này một phút rất là hiếm gặp ở chiếc đồng hồ ba tạ. Và ở đây bác sẽ thấy được màu vàng này, đây là làm bằng chất liệu đồng các bác. Và những cái hoa văn màu đen ở đây, đây được tạc, đây, hoa văn được đục đẽo thủ công ngay trên phần kim loại đồng này. Đây, đây các bác, cực kỳ đẹp. Và ở đây nè các bác, đây bức tranh nhỏ được đục đẽo, đây rất nổi bật. Đây, hình con thuyền. Và đây quả dinh làm thắng cảnh chắc hẳn các bác sẽ rất quen thuộc. Và đây bây giờ sẽ vào phần mặt số chính của nó luôn. Đây, phần kính mo được viền đồng có hoa văn. Mặt số là sở hữu cho mình là 12 chữ số, là những chữ số La Mã các bác, xen kẽ những hoa văn chi tiết rất là đẹp. Và phía trong đây, đây các bác, phần lồng giữa dòng chữ thương hiệu Telma. Và ở đây cái hoa văn đục đẽo rất đẹp. Đây, bây giờ thì em sẽ quay kim cho bác nghe tiếng chuông.
vẫn âm thanh rất hay, cực bass 80 8 búa Westminster. Và chiếc đồng hồ treo tường 3 tạ xích thuộc dòng đuôi dài đến từ thương hiệu Thelma, được sản xuất năm 1976, made in Germany tại Đức, ở Kriegen đang được bán với mức giá là 13 triệu. Với mức giá này thì ở Kriegen em sẽ bao ship toàn quốc, đồng thời bảo hành 2 năm về móc tại cửa hàng cho các bác. Và bác nào quan tâm và muốn sổ ngay chiếc đồng hồ này thì hãy liên hệ ngay với số hotline 0909255303 hoặc 0909255303, hoặc các bác đến địa chỉ quen với số 280C Phạm Thế Hiển, phường 3, quận 8 để xem chiếc đồng hồ treo tường này. Và cảm ơn các bác đã xem video, like và đăng ký kênh để ủng hộ kênh ngày càng phát triển và làm thêm nhiều video mới xem. Cảm ơn các bác.